Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình thời sự 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Chương trình tối nay thứ tư ngày 10 tháng 8 có những nội dung chính sau đây. Vượt lên trên nỗi đau về thể xác và tinh thần, những nạn nhân của chất độc da cam dioxin vẫn ngày ngày nỗ lực vươn lên xây dựng cuộc sống. Ghi nhận nhân kỷ niệm 55 năm thảm họa da cam ở Việt Nam, 10 tháng 8 năm 1961, 10 tháng 8 năm 2016. Thành phố Đà Nẵng ban hành chương trình hành động về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Theo đó, phấn đấu đến thời điểm này, Đà Nẵng sẽ có trên 22.000 doanh nghiệp. Tin thế giới, Thái Lan vẫn còn nhiều thách thức sau vụ trưng cầu ý dân về bản hiến pháp mới. Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC tổ chức hội thảo thành phố thông minh để tìm kiếm những giải pháp xây dựng, đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý nhà nước, áp dụng mô hình thành phố thông minh tại Long An. Tham dự hội thảo có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Văn Rạnh, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Tấn Dũng, Hoàng Văn Liên cùng đại diện các sở, ban, ngành tỉnh và thành phố Tân An. Theo các đối tác của Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC, mô hình thành phố thông minh là thành phố được ứng dụng công nghệ điện toán đám mây và các công nghệ thông tin hiện đại để quy hoạch đô thị. Trên cơ sở đó, các công cụ của công nghệ thông tin và truyền thông được sử dụng một cách đồng bộ để thu nhận, phân tích và tích hợp thông tin về vận hành thành phố, cuộc sống người dân, bảo vệ môi trường, an toàn cộng đồng, dịch vụ đô thị, giúp nền kinh tế đô thị tăng trưởng, phát triển bền vững. Tại hội thảo, các chuyên gia quốc tế đưa ra giải pháp tổng thể về xây dựng thành phố thông minh, trong đó tập trung xây dựng chính phủ điện tử, giao thông, y tế, giáo dục, môi trường thông minh, kiểm định an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, vườn ươm khoa học công nghệ. Các giải pháp cũng chỉ ra thuận lợi, thách thức và đề xuất kiến nghị để tỉnh áp dụng trong thời gian tới. Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Tấn Dũng cho rằng những giải pháp chia sẻ từ các chuyên gia quốc tế tại hội thảo này sẽ cung cấp thông tin để tỉnh nghiên cứu điều chỉnh bổ sung vào kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh theo hướng thông minh hiện đại, thân thiện với môi trường và phù hợp xu hướng chung của thế giới. Ngày 9 tháng 8 năm 2016, đoàn giám sát của tỉnh ủy do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Phạm Hồng Hạnh làm phó trưởng đoàn đã có chuyến kiểm tra giám sát tiến độ thi công các công trình trọng điểm theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 9, nhiệm kỳ 2010-2015 trên địa bàn huyện Đức Huệ. Trên địa bàn huyện Đức Huệ có hai công trình trọng điểm theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 9, nhiệm kỳ 2010-2015 gồm tuyến đường Thủ Thừa - Bình Thành - Hòa Khánh và khu di tích lịch sử cách mạng tỉnh ở xã Bình Hòa Hưng, huyện Đức Huệ. Công trình trọng điểm khu di tích lịch sử cách mạng tỉnh có diện tích gần 100 hectare, được phê duyệt vốn đầu tư hơn 182 tỷ đồng với 40 hạng mục. Khởi công từ năm 2003, đến nay công trình chỉ mới hoàn thành 26 hạng mục với tổng trị giá hơn 74 tỷ đồng. Hiện nay, công trình đang tiếp tục triển khai thi công 8 hạng mục với tổng giá trị hợp đồng hơn 49 tỷ đồng, gồm nhà khách, nhà truyền thống, trang trí nội thất và một số hạng mục khác. Nhìn chung, khối lượng thực hiện các hạng mục đang thi công đều đạt 98%, riêng trang trí nội thất trưng bày đạt 40% khối lượng thi công vì hạng mục này đã hết thời hạn thi công, đang chờ gia hạn. Theo dự kiến, tất cả các hạng mục này sẽ hoàn thành và bàn giao công trình vào tháng 10 năm 2016, còn lại 6 hạng mục sẽ tiếp tục đầu tư sau khi đã bàn giao. Riêng tuyến đường Thủ Thừa - Bình Thành - Hòa Khánh, đại diện Sở Giao thông và Vận tải cho biết tuyến đường này dài gần 43 km, trong đó giai đoạn 1 đã hoàn thành đi vào sử dụng tuyến dài hơn 16 km. Giai đoạn 2 là tuyến dài hơn 26 km, đã thi công từ tháng 7 năm 2015, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2018. Hiện nay, tiến độ thi công giai đoạn 2 rất chậm do nguồn vốn bố trí chậm và khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Phạm Hồng Hạnh ghi nhận những ý kiến các bên liên quan và sẽ trình Ban Thường vụ tỉnh ủy để tiếp tục làm việc với các sở ngành chức năng để có những giải pháp đẩy nhanh tiến độ các công trình này. Thưa quý vị, tiếp tục hoạt động tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có các cuộc tiếp xúc với cử tri một số địa phương. Tại huyện Thủ Thừa, ông Đinh Ngọc Lâm, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Long An cùng các đại biểu trong tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đơn vị huyện Thủ Thừa đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Tân Lập. Cử tri ở đây kiến nghị tỉnh có giải pháp yêu cầu các ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ thi công đường Thủ Thừa - Bình Thành - Hòa Khánh, đoạn từ N2 đi huyện Đức Huệ, cũng như tiến độ thi công của hai khu công nghiệp Việt Phát và khu công nghệ môi trường xanh, đóng trên địa bàn xã Tân Lập.
có kế hoạch xây dựng cầu trên tỉnh lộ 818 vì cầu hiện tại rất nhỏ so với lộ, gây khó khăn trong lưu thông. Cử tri cũng đề nghị giảm bớt các thủ tục hành chính về hồ sơ vay vốn đăng ký thuế chấp, đề nghị gia hạn thời gian vay vốn ngân hàng chính sách xã hội huyện cho các hộ dân khi mua nền trên cụm tuyến dân cư thêm 5 năm, đầu tư mua sắm trang thiết bị ngành y và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở bệnh viện huyện Thủ Thừa. Kiến nghị với hội đồng nhân dân cấp tỉnh, kiến nghị về bộ đưa cái môn thể dục bơi lội vô là cái môn chính quy. Thứ nhất là để bảo vệ bản thân của trẻ em, thứ hai là để tìm tài năng cho đất nước. Nhiều khi ở thời sự thấy những em mà trong nông thôn mà chết đuối là tới 15, 16 tuổi không biết bơi, đó là một điều rất đau lòng. Thay mặt tổ đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh, đơn vị huyện Thủ Thừa, đại biểu Đinh Ngọc Lâm phát biểu ghi nhận những ý kiến kiến nghị của cử tri để trình lên kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh sắp tới. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Càng cùng các đại biểu trong tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đơn vị huyện Tân Thạnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Kiến Bình và Bắc Hòa, huyện Tân Thạnh. Tại buổi tiếp xúc, cử tri ở đây kiến nghị tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng trang bị thêm các biển báo giao thông ở các ngã ba, ngã tư trên tuyến quốc lộ 62, sớm đầu tư thi công cầu bắc qua kênh 12 thuộc ấp Hai Dụ, xã Kiến Bình, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình lộ bờ nam kinh Bảy Thước từ xã Kiến Bình đến xã Bắc Hòa, nâng cấp sửa chữa đường tỉnh 837B, cũng như đầu tư xây dựng các công trình xây dựng cơ bản, nạo vét kênh mương nội đồng, phục vụ sản xuất nông nghiệp. Cử tri cũng đề nghị tỉnh quan tâm hơn đến việc đầu tư hệ thống cung cấp nước sạch cho những địa phương vùng sâu vùng xa, vấn đề bảo hiểm y tế, việc làm cho sinh viên sau khi ra trường, các cảng vật tư nông nghiệp, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác quản lý dịch vụ karaoke lưu động cũng được cử tri quan tâm kiến nghị. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Càng thay mặt tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri để chuyển lên các ngành chuyên môn tỉnh xem xét giải quyết và trình lên kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh trong thời gian tới. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Lâm cùng các đại biểu trong tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đơn vị huyện Bến Lức và các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Bến Lức khóa 11 có buổi tiếp xúc với cử tri hai xã Thạnh Hòa, Thạnh Lợi, huyện Bến Lức. Tại buổi tiếp xúc, cử tri hai xã đã có nhiều ý kiến kiến nghị tập trung vào một số vấn đề như quan tâm đầu tư xã vùng sâu vùng xa, quản lý chặt việc buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, định hướng sản xuất, nhanh chóng chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân, xây dựng mô hình hợp tác xã, nạo vét khơi thông kênh mương thủy lợi, đẩy nhanh tiến độ đầu tư hoàn thành đường tỉnh lộ 816, hỗ trợ tạo việc làm cho con em sau đại học. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9 và đại biểu Hội đồng Nhân dân quận Bến Lức khóa 11 đã tiếp thu, ghi nhận ý kiến của cử tri và thông tin một số vấn đề có liên quan đến những bức xúc mà cử tri quan tâm, đồng thời ghi nhận, tiếp thu, tổng hợp các kiến nghị của cử tri để trình lên các kỳ họp tới của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân quận. Thưa quý vị, dù chiến tranh đã lùi xa hơn 40 năm, nhưng hậu quả mà nó để lại thật nặng nề. Rất nhiều người lính trở về từ chiến trường, và những thế hệ con cháu của họ không may đã bị nhiễm chất độc hóa học, ngày ngày đã và đang phải đối mặt gánh chịu nhiều bệnh tật đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Tuy nhiên, vượt qua nỗi đau da cam, các nạn nhân của loại chất độc kinh hoàng này đã trở thành những người làm kinh tế giỏi, tiếp tục góp sức xây dựng quê hương. Ghi nhận của phóng viên thời sự nhân kỷ niệm 55 năm thảm họa da cam ở Việt Nam, 10 tháng 8 năm 1961, 10 tháng 8 năm 2016. Chiếc xuồng nhỏ được cầm lái bởi chính nạn nhân da cam, anh Quỳnh Quốc Xuyên chậm chậm rẽ nước đưa chúng tôi đến thăm nhà anh ở ấp 3 xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa. Ông Quỳnh Thanh Văn, cha anh Xuyên là thương binh hạng 4/4, bị nhiễm chất độc da cam dioxin. Ngoài vết thương ở đầu, ông còn bị một mảnh đạn sau bả vai không phẫu thuật được. Anh Xuyên là người duy nhất trong 7 anh em bị nhiễm chất độc da cam. Đến đời thứ ba là con gái anh Siêng, bé Quỳnh Ngọc Bảo Nghi 3 tuổi, cũng bị dị tật bẩm sinh ở tim và chân do ảnh hưởng di truyền của loại chất độc hóa học này. Bé đã được phẫu thuật để có thể đi lại và đang được tiếp tục điều trị phục hồi. Không đầu hàng nghịch cảnh, anh Siêng cùng gia đình cố gắng làm lụng. Ngoài trồng lúa, anh còn nuôi bò, rồi nuôi thêm heo rừng, gà vịt.
Thưa quý khán giả, đây là một trong năm con bò được trích từ quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam dioxin của huyện Thành Hóa, trao cho gia đình của anh Xuyên để anh làm ăn phát triển kinh tế. Và mặc dù còn nhiều khiếm khuyết về sức khỏe, nhưng anh Xuyên cũng đã cố gắng để nuôi bò cũng như là phát triển thêm kinh tế gia đình bằng việc là nuôi thêm một số con khác để có thể cải thiện được thu nhập cho gia đình. Làm chuồng chăn mộng cho nó, trồng cỏ, cắt cỏ, muốn cho mang sinh sản để gửi bò con lại cho nhà tài trợ. Muốn ráng làm để có cuộc sống tốt. Ông Đoàn Văn Quang ở ấp Cả Sáu, xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa cũng là một trong những tấm gương điển hình vượt qua nỗi đau da cam, vươn lên làm kinh tế giỏi. Sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cách mạng, ông Quang bắt đầu tham gia công tác đoàn tại Đức Huệ năm 1968 khi vừa tròn 18 tuổi. Đến năm 1970, ông chuyển sang làm công tác quân y tại biệt động thành Sài Gòn Gia Định. Sau ngày thống nhất đất nước, thương binh 4/4 Đoàn Văn Quang trở về địa phương do sức khỏe yếu. Ông có 4 người con, trong đó người con út là Đoàn Thị Bông sinh năm 1988, đang được hưởng trợ cấp hàng tháng do bị ảnh hưởng nặng nề bởi chất độc da cam. Chị Bông bị dị tật bẩm sinh, trí tuệ kém phát triển, gia đình cố gắng chạy chữa nhưng chưa có khả năng phục hồi. Với tính cần cù chịu khó, mặc dù bản thân cũng bị nhiễm chất độc da cam, nhưng ông cùng gia đình hăng say lao động, phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu. Dù bệnh tật cũng phải ráng lên chứ, người ta nói là bệnh tàn không phế mà phải ráng làm. Từ bằng tay trắng mà giờ tài sản thì nó đúng cũng đủ sống. Tôi hay đi học mấy cái lớp mà công ty nó giảng với khuyến nông của huyện á, rồi về mình mần, rồi mình vừa học, rồi mình học hỏi bạn bè này kia làm. Vừa làm vừa tích lũy, đến nay gia đình ông có khoảng 6 hectare đất lúa, một máy gặt đập liên hợp và 3 chiếc máy cày. Trừ chi phí, mỗi năm ông thu lãi hơn 100 triệu đồng, cơ bản ổn định kinh tế gia đình. Với cái tinh thần là trách nhiệm và tình nghĩa đối với nạn nhân chất độc da cam, thì huyện hội cũng đã tổ chức là điều tra những người nạn nhân chất độc da cam và người nghi nhiễm để có kế hoạch tổ chức chăm sóc những nạn nhân. Những gia đình mà có khó khăn về kinh tế thì được sự hỗ trợ của nhà nước cũng như thế là đối với hội động viên tinh thần thì họ cũng rất là phấn khởi, cố gắng là chăm sóc gia đình và làm kinh tế gia đình để lo cho các cháu. Trong cuộc chiến tranh do Mỹ tiến hành ở Việt Nam, gần 25% tổng diện tích miền Nam Việt Nam bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học. Trong đó, Đông Nam Bộ là vùng bị phun rải nặng nhất. Chất độc da cam làm cho 4,8 triệu người bị phơi nhiễm. Riêng Long An hiện có hơn 1.300 đối tượng đang được hưởng trợ cấp là nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học trong và sau chiến tranh. Khó có thể kể hết hậu quả nặng nề của thảm họa da cam đối với môi trường và sức khỏe con người. Cái khó cái người bị nhiễm á, là cái trí tuệ nó không bằng như người khác, thậm chí như tôi bây giờ cái trí nhớ nó không có, rồi bệnh tật so với người bình thường là nó khác xa lắm, sức khỏe nó kém rất nhiều. Thì bản thân mình tự lực, khả năng làm được cái nào mình làm cái đó để rồi giúp cho gia đình vươn lên với mọi người khác. Có thể nói nghị lực của những nạn nhân da cam thật đáng khâm phục. Khi ra trận, họ là người lính anh dũng, đem xương máu của mình bảo vệ từng tấc đất quê hương. Về với đời thường, họ không những vượt qua nỗi đau, hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, mà còn là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế, tích cực chung tay, góp sức xây dựng quê hương. Khoảng 15 giờ hôm qua, xe 7 chỗ mang biển số 51K04289. Do anh Nguyễn Văn Phương, chở chợ là chị Trần Thị Tuyền, lưu thông trên tuyến đường cặp kênh Cái Cỏ, hướng từ xã Thái Trị về xã Hương Điền A, đến trước cổng trường tiểu học Lê Văn Tám, thuộc ấp Láng Lớn, xã Thái Trị, thì bất ngờ lao xuống sông. Theo chị Tuyền, thì do anh Phương tránh cục đá trên đường nên lạc tay lái, làm xe loạn choạng trước khi rơi xuống sông. Rất may là chị bị thương nhẹ nên hai anh chị đã nhanh chóng thoát ra ngoài bằng cửa sau xe. Được biết, chiếc xe trên của anh Phương vừa mới mua đang trên đường chạy về nhà thì gặp nạn.
Sau khi tai nạn xảy ra, chính quyền địa phương và bà con xung quanh đã kịp thời có mặt hỗ trợ kéo xe lên. Tiếp tục phần tin an ninh trật tự, an toàn giao thông. Tin từ phòng tham mưu công an tỉnh hôm nay cho biết, hai vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn thành phố Tân An và huyện Đức Hòa làm thiệt hại hai xe mô tô. Cơ quan chức năng đã làm rõ hai vụ, bắt hai đối tượng, thu hồi tài sản. Lực lượng tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông xử lý 235 trường hợp vi phạm, phạt hơn 249 triệu đồng, tước 17 giấy phép lái xe. Chuyển sang nội dung phần tin trong nước, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành chương trình hành động về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Theo đó, phấn đấu đến năm 2020, phát triển đạt trên 22.000 doanh nghiệp. Về việc hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, thành phố Đà Nẵng phấn đấu đến năm 2020 sẽ phát triển trên 22.000 doanh nghiệp, đưa khu vực tư nhân đóng góp khoảng 60% vào chỉ số thu nhập bình quân đầu người và nâng được vốn đầu tư của khu vực tư nhân chiếm đến 75% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Để thực hiện mục tiêu đó, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân các quận huyện và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, đề ra các phương hướng thực hiện, đồng thời giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện, kịp thời tổng hợp báo cáo thành phố những khó khăn chướng mắc cần tháo gỡ. Cùng với đó, yêu cầu cộng đồng doanh nghiệp đẩy mạnh tái cơ cấu, liên kết hợp tác kinh doanh, tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến, nâng cao năng lực quản trị, năng suất và chất lượng và khả năng cạnh tranh. Ngoài ra, thành phố khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn chủ động trao đổi, kiến nghị, phản ánh với các cơ quan liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn chướng mắc của doanh nghiệp. Thưa quý vị, tuy mang trong mình di chứng chất độc da cam, nhưng chàng thanh niên Nguyễn Siêu Khoa, 27 tuổi, trú xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, khiến nhiều người mến phục bởi nghị lực vượt khó vươn lên làm giàu từ trang trại có quy mô hơn 3 hecta cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Di chứng chất độc da cam khiến anh Nguyễn Siêu Khoa bị khiếm thính, sức khỏe suy yếu. Học hết lớp 12, anh Khoa nghỉ học vì tự ý thức được khả năng của mình. Với 4 triệu đồng tiết kiệm được, Khoa lập nghiệp bằng việc mua 2 con heo rừng về thả rông. Đến nay, sau 4 năm chăm sóc, Khoa đã xuất bán nhiều lứa heo với số lượng lên tới hàng trăm con và duy trì trong chuồng gần 20 con lớn nhỏ, đem về thu nhập đáng kể. Vì lý do sức khỏe nên tôi không thể theo con đường học tập đại học được, nên là tôi về quyết định về bằng bơm giờ thì thành lập mà ở trang trại chăn nuôi đưa mảnh đất quê hương Bình Hiệp vươn lên thoát nghèo. Không dừng lại ở đó, Khoa mạnh dạn trồng cỏ và trích vốn mua bò về nuôi. Cùng với đó, nhận thấy keo lai đang là cây trồng thế mạnh của vùng đất Bình Hiệp, chàng trai Nguyễn Siêu Khoa đã quyết định trồng thêm 2 hecta keo lai lâu năm và mở trại dăm hôm keo tai tượng giá số lượng 400.000 cây mỗi năm. Anh còn tận dụng diện tích dư thừa để trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như bưởi da xanh, xoài, chanh. Tôi không đầu hàng trước số phận, về năm nữa tôi sẽ mở rộng quy mô trang trại, đầu ra thuận lợi, hỗ trợ kinh phí, giải quyết công an việc làm cho người dân xung quanh trong vùng. Rất mừng là cháu tuy nó bệnh nhưng mà nó cố gắng, nó lao động, nó nghiên cứu nhà kho rồi nhờ anh em bạn bè giúp đỡ trong cái công việc làm ăn của nó, cho nên đến bây giờ thì bác cũng thấy rằng cháu nó làm được vậy thì bác cũng yên tâm rồi. Tổ chức cái mô hình, đặc biệt là cái mô hình trang trại của Siêu Khoa được địa phương đánh giá là câu trang trại của Siêu Khoa cũng đã một phần nào đó giải quyết được cái công an việc làm, đặc biệt là cho đoàn viên cũng như là một số cái công dân ở địa phương vì có nhu cầu về việc làm. Sự vượt khó vươn lên làm giàu của Nguyễn Siêu Khoa là tấm gương sáng để những người cùng cảnh ngộ với anh học tập.